Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn những ngày cuối tháng 7. Trầm mặc và trang nghiêm trước hơn 10.200 ngôi mộ. Những cựu chiến binh thổn thức những ký ức về một thời xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Thân nhân liệt sĩ tìm đến đây để viếng người thân. Tất cả đều có chung một cảm xúc, đó là sự khâm phục, lòng biết ơn trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Trở về đây thì rất nhớ đồng đội, như bạn tôi thôi, là ở dưới cơ Việt vẫn không tìm được mộ. Ngay cả cái đợt dốc nhiều con tiến nữa là bắt đầu đi vào trong cái thành phố Quảng Trị, anh em cũng hy sinh nhiều. Chúng tôi có người thân nằm ở đây, an táng ở tại nghĩa trang này. Thấy những cái phần mộ có những cái sự chăm sóc rất là chu đáo, chúng tôi nhìn rất ấm lòng. Sát bên nghĩa trang Trường Sơn, một ngôi đền thờ vọng còn chưa nhiều người biết, nơi lưu danh hơn 13.000 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến 6.000 ngày trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Hai bên bàn thờ các anh hùng liệt sĩ là có hai câu đối: cốt nhục gửi Trường Sơn, non cao thể mộ phần lưu giữ. Hồn thiêng về Quảng Trị, đất mẹ thay lăng cẩm chở cha, non cao thể mộ phần lưu giữ, là các anh là lấy núi non làm mộ cho mình. Rất nhiều các cựu chiến binh, các gia đình liệt sĩ vào đây là họ khóc. Đền thờ vọng này là thờ các liệt sĩ mà thiệt thòi nhất, là thân xác là các anh đang gửi lại núi rừng Trường Sơn. Đó nên mình hàng ngày mình phải hướng khói mong các anh về ngôi nhà chung này. Ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy.